bốc thì gà ăn đi con. Mời ba hả? Mời ba. Ừ, đừng bỏ lên bàn chưa con. Mời ba thì đưa cho ba chứ đừng bỏ lên bàn. Ừ, bỏ lên bàn rồi chưa? Bóc bỏ vô miệng luôn, đừng có bỏ lên bàn con ơi. Đưa cho ba đi, đưa cho ba đi, đưa cho ba đi. À, Bella ăn rồi, Bella không đưa cho ba nữa. Chị Hai, hello đi con. Hello Lumbri, tháo này ra đi con. Từ đây mày cắt cho. Hello from Florida, nhà mình nói nè. Hello from Florida. Hello Bella, say hello đi from Florida. Oh, em ăn gà nướng nha bà ngoại. Ôi là sẽ bỏ tự nhiên bỏ xuống dưới giường, tự nhiên bỏ xuống dưới bàn. Xong rồi mới lấy bỏ vô miệng là sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.